chúng tôi xin giới thiệu các bạn vòi nước cảm ứng A912 của Casa. Sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam, chính xác là tại nhà máy Nhân Trạch Đồng Nai các bạn ha. Sản phẩm này thì nó là cái vòi cảm ứng tự động. Thì bây giờ tôi sẽ mở ra để chúng ta kiểm tra trong đây có nhiều bộ phận gì. Thì đầu tiên đây là cái co chữ P, cái này ống dẫn nước thải, cái này chất liệu bằng nhựa màu trắng ha. Tiếp theo là chúng ta xem là nó có phụ kiện. Chúng ta xem chi tiết đây. Đây là nó có hai cặp pin Energizer. Tôi nghĩ là cái này là pin của hãng khác nên nó sẽ là có thể thay đổi theo thời gian chúng ta chú ý. Có lúc thì nó sẽ mua của hãng khác nha, chứ không phải mặc định là Energizer. Cái giai đoạn này là năm 2019 thì có thể nó chọn những thương hiệu đó. Đây là dây cấp nước pin Buckfit và một số giấy tờ, như là ví dụ đây nó rất là chi tiết ở chỗ là nó có cái giấy đây, nhưng mà rất tiếc là tiếng Anh. Cái này có nghĩa là thiết bị tự động, không cần phải đóng mở, nó có tự động đóng mở. Cái này nếu có tiếng Việt thì nó sẽ hay hơn. Đây nó có một bảng là cho tiếng Anh nữa, tiếng Anh và tiếng Tàu, tiếng Đài Loan, chính xác tiếng Đài Loan mà ha. Đây là một bảng hướng dẫn tiếng Việt kèm theo phiếu bảo hành. Ta lưu ý giữ cái phiếu bảo hành để được bảo hành ha. Ngoài ra thì có những cái hướng dẫn chúng ta phải lưu ý lắp đặt. Cái này nó hơi phức tạp, chúng ta phải là kiểm tra cái này để lắp đặt cho thiết bị của mình nó chính xác. Cái này tôi cũng rành kỹ thuật nên tôi không thể giới thiệu được, mà chúng ta khi nó lắp đặt chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra phần tiếp theo. Thì cái bộ phận này là cái bộ phận cảm biến đóng mở nước tự động, và nó có cái cục adapter để cắm vào nguồn điện đây. Còn đây là đầu cấp nước và đầu cấp nước vào, và cái này cấp nước cho vòi. Chúng ta không cần, tôi cũng không cần cái này nên tôi cũng sẽ giới thiệu thêm. Ngoài ra thì nó có cái van gốc, cái này để đóng nước hoặc là giảm áp cho cái vòi, để tránh trường hợp những cái nhà chung cư cao tầng á nó áp lớn quá, nó làm hư hỏng vòi, chúng ta dùng cái bộ phận này để giảm áp này. Bộ phận tiếp theo là cái bộ phận chặn nước. Thì cái hồi nãy là có cái co chặn nước rồi, co dẫn nước thải. Thì đây là cái bộ chặn nước, và bộ này bộ xả nhấn nha, bộ xả nhấn các bạn. Cái này nó lắp chung với cái co chữ B lúc nãy tôi vừa giới thiệu. Chúng ta sẽ đi tiếp theo đến cái phần chính của cái này là cái vòi. Cái thân vòi chính của nó, đây chúng ta lưu ý là cái vòi này là vòi đường nước lạnh các bạn, không phải nóng lạnh, nó chỉ có một đường nước thôi. Thì cái vòi này thì nó cái nguồn cấp này nó được lắp từ cái bộ phận cảm biến ở đây. Bộ phận cảm biến thì là bộ phận để đóng mở nước, thì nó nằm ở dưới. Đây là nó đóng gói rất là kỹ vì bị tránh trầy xước của cái vòi. Một vòi này, một vòi rất là mới. Đây là bộ phận cái cảm biến, là chúng ta đưa tay gần để nó làm tự động nó mở. Trên vòi thì nó có cái tem chống hàng giả trên đây của Casa luôn ha. Vòi này thì làm bằng đồng mạ rôm đi kèm các bạn. Đây cũng có cái lưới tạo bọt. Còn cái dây này á, là dây sẽ cắm vào cái bộ phận cảm biến ở dưới đây, ngắt nước ở đây. Khi có tín hiệu nó sẽ đóng mở nước ở vị trí này. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem chi tiết cũng như giá khuyến mại sản phẩm này. Cảm ơn.